chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết du lịch tối nay 20 tháng 3 của kênh VTC14. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chủ yếu nằm ở rìa phía nam của dãy áp thấp có trục khoảng 25-27 độ vĩ Bắc. Sau đó, áp cao lạnh lục địa sẽ tăng cường yếu, nén và lấp đầy dần dãy áp thấp phân tích trên. Vào khoảng ngày 26 tháng 3, áp cao lạnh lục địa có khả năng tăng cường trở lại và chi phối thời tiết của Bắc Bộ, khiến trời chuyển mưa và nhiệt độ giảm dần, nắng nóng thu hẹp phạm vi hoạt động. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên, với đới gió Đông Bắc đến Đông hoạt động với cường độ trung bình đến yếu, sau đó có khả năng hoạt động mạnh hơn. Trong khi đó, trên cao chịu ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới, do vậy tiết trời liên tục không mưa và có nắng nhiều. Những ngày giữa và cuối tháng 3, sự thay đổi của tiết trời miền Bắc đan xen giữa nóng, lạnh và mưa dông. Nếu không quen với sự chuyển mùa liên tục trong thời gian ngắn này, thì khách du lịch sẽ dễ bị những bệnh về đường hô hấp, viêm họng hay viêm khí quản. Trong khi đó, thì khu vực phía Nam vẫn đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô. Do vậy, nơi có tiết trời được xem là dễ chịu hơn cả, chính là các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho tới Ninh Thuận và Bình Thuận. Đến với Bình Thuận, quý vị và các bạn đừng quên ghé tham quan Bầu Trắng, một hồ nước ngọt thuộc thôn Đồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, cách Phan Thiết khoảng 62 km về hướng Đông Bắc. Bầu Trắng hình thành từ lâu đời, nằm giữa vùng đồi cát rộng mênh mông xen lẫn nhiều nhóm cây rừng thấp. Nước trong hồ rất ngọt và trong. Từ xa nhìn lại thì quý vị sẽ thấy một màu xanh mát dịu phủ lên những đồi cát. Bầu Trắng được chia thành hai phần bởi một đồi cát vắt ngang qua. Quanh bờ có nhiều bông sen, vào mùa hạ thì sen nở rộ tô thêm cho vùng cát trắng những màu sắc rực rỡ. Tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho các điểm du lịch khác trên cả nước. Trong giai đoạn này, các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc trời chuyển nắng nhiều hơn và có nắng nóng cục bộ xuất hiện với mức nhiệt lên tới trên 35 độ. Tại Điện Biên, nhiệt độ trong ngày từ 16 đến 33 độ, độ ẩm là 55%. Tại Sapa, nhiệt độ về đêm là 15 độ, ban ngày là 24 độ, với độ ẩm là 45%. Tại Tam Đảo, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 25 độ, với độ ẩm là 85%. Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, ban ngày nắng xuất hiện sớm và đẩy nền nhiệt lên cao. Tuy nhiên, thời điểm từ đêm mai, khi bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc xuất hiện sẽ nén trục rãnh thấp ở phía Nam Trung Quốc xuống, đem lại cho khu vực này tiết trời có mưa rào và dông. Tại Hà Giang có mưa rào, nhiệt độ dao động quanh ngưỡng 23 đến 31 độ, độ ẩm là 65%. Tại Hạ Long trời không mưa, sau chuyển mưa dông với nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 28 độ, độ ẩm là 80%. Hải Phòng không mưa, mức nhiệt thấp nhất là 24 độ, cao nhất là 28 độ với độ ẩm là 80%. Đối với khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Vinh có khả năng mưa xuất hiện, tuy nhiên thì với lượng ít và thời gian ngắn nên không gây ảnh hưởng gì xấu cho sức khỏe cũng như giao thông trong vùng. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ trong ngày là từ 24 đến 29 độ với độ ẩm là 80%. Tại Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiệt độ duy trì quanh mức là 24 đến 35 độ. Thành phố Huế, nhiệt độ thấp nhất là 23 độ, cao nhất là 35 độ với độ ẩm là 70%. Các tỉnh thành Trung Trung Bộ trở vào vẫn duy trì trời nắng và không mưa, nhiệt độ trong ngày có xu hướng tăng nhẹ khoảng 1 độ. Thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động du lịch và khám phá của người dân. Tại Đà Nẵng, biên độ nhiệt vào khoảng 25 đến 32 độ với độ ẩm là 75%. Tại Hội An, nhiệt độ dao động từ 23 cho tới 32 độ, độ ẩm là 75%. Tại Bà Nà, nhiệt độ về đêm là khoảng 20 độ, còn ban ngày là 25 độ. Tại Nha Trang, trời nắng với mức nhiệt là từ 25 đến 30 độ, độ ẩm là 65%. Mũi Né trời tạnh giáo, nhiệt độ trong ngày khoảng từ 24 đến 31 độ với độ ẩm là 70%. Thành phố Vũng Tàu không mưa, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ, cao nhất là 32 độ với độ ẩm là 65%. Khu vực vùng cao Tây Nguyên sau nhiều tháng khô hạn thì một vài ngày qua đã có những trận mưa dông trái mùa. Nhiều nơi đã đo được lượng mưa từ 10 cho tới 14mm. Tuy nhiên thì sang ngày mai mưa sẽ nhanh chóng chấm dứt khi nắng tiếp tục quay trở lại, nhiệt độ toàn khu vực tăng lên, còn nắng nóng cục bộ xuất hiện. Tại Pleiku nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 28 độ, độ ẩm là 50%. Buôn Ma Thuột, nhiệt độ duy trì quanh mức là 21 đến 33 độ với độ ẩm từ 55 đến 60%. Đà Lạt nhiệt độ về đêm là 15 độ, còn ban ngày là 26 độ với độ ẩm là 60%. Tại Tây Ninh trời nắng nóng với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 24 đến 35 độ, độ ẩm là 55%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 33 độ, còn ở khu du lịch rừng U Minh, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ, cao nhất là 33 độ với độ ẩm là 60%. Trên khu vực vùng biển phía Nam duy trì sóng gió hướng Đông Bắc với cường độ yếu, tiết trời quang mây nắng nhiều nên thuận lợi cho các chuyến di chuyển hoạt động bằng tàu thuyền vào các thời điểm trong ngày. Tuy nhiên, do trời nắng kéo dài nên thời điểm di chuyển vào giữa trưa vẫn được xem là không tốt cho sức khỏe của du khách.
Tại Côn Đảo trời không mưa, nhiệt độ dao động quanh ngưỡng 23-30 độ với độ ẩm từ 65-70%. Tại Phú Quốc cũng không mưa, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 26-31 độ, độ ẩm là 65%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC14. Chúc quý vị có những chuyến du lịch thật thú vị. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.